chào các bạn. Hôm nay thì toan này các bạn ơi, hôm nay thì coi như xong các bạn ơi. Chiếc xe mình thì hôm nay mình mới bị sập ổ gà các bạn. Mình sập ổ gà cũng mấy bữa trước rồi. Xong rồi hôm nay mình rửa xe, cái mình sơn xe lại xong á, cái mình nhìn lại cái cổ xe mà nó bị nứt các bạn. Nó bị nứt ăn khúc vậy nè. Bữa đó mình đang chạy thì mình chở mẹ mình nè. Với mình chở một vỏ sầu riêng nữa. Nó nặng quá các bạn, cái mình sập xuống ổ gà nó làm một cái cọc. Đụng hộ xuống các bạn. Cái hộp mà đụng cái cọc cái gì đó. Xong cái rồi bây giờ về nó bị nứt này nè các bạn. Đây để mình quay các bạn xem chỗ nứt nó nè. Hôm nay mình cũng thấy hơi buồn buồn xíu nha các bạn. Cái này mình không biết bây giờ chữa nó sao nha, nó nứt đây nè các bạn xem nè. Các bạn thấy nó có một cái dấu nứt ở đây không? Vui quá tại vui. Tôi vui mè. Vui quá tại vui. Đây các bạn xem là nó bị nứt ở đây một miếng nè. Nó bị hở này ra luôn nha, nó hở chỗ này ra nha. Các bạn coi ở dưới nè, ở dưới nó bị hở nó nứt chỗ này nè. Mà không biết trong cam các bạn thấy có rõ không, nhưng mà ở ngoài nó bị nứt rồi, nó bị nứt lên đây tầm cỡ nửa đống tay á. Mình nè, các bạn thấy cái chỗ xét đó nè. Cái này á, bây giờ mình không biết mình có nên đi một bệnh hay là cái cách khắc phục nó sao các bạn. Các bạn nào mà có cái ý kiến hay hay thì góp ý cho mình, lặng mình khắc phục lại cái này các bạn. Mình không biết đang chạy mà nó bị sụp xuống cái là gọi coi như đập xe. Coi như sắp mặt rồi các bạn. Tại các bạn biết không, tại cái xe mình nó nặng quá. Dưới nó nặng quá, rồi mình chở thêm mẹ của mình nữa, rồi thêm một cái vỏ sầu riêng nữa. Bữa đó mình chở vỏ sầu riêng ở trước đây nè. Lên cái mặt lên không phải cái mặt thềm mà xuống cái ổ gà. Cái ổ gà thì tầm cỡ nhiêu thôi. Cỡ nhiêu à. Nó kêu, nó đụng cái keo hột này nè. Nó lúng xuống các bạn, nó lúng xuống nó kêu một cái cọc các bạn. Làm một cái cọc. Là cái bữa đó mình nghi xe không biết có gì mà mình thấy cũng chạy bình thường à. Rồi về á, cái bữa hay bữa sau mình rửa xe lại á, cái mình thấy, mình để ý kỹ mình thấy. Các bạn xem bên đây á thì nó không bị nứt nha. Mà bên kia nó lại bị nứt. Mình không biết có ăn nhầm gì không nữa. Mình sợ bạn, sợ đang chạy cho nó tết nhất tên nơi các bạn. Dạy sao? Các bạn góp ý của mình ơi, bây giờ mình có nên xuống bình bớt không các bạn? Hay là cái cách khắc phục cổ nó sao á? Các bạn nào có ý kiến hay á, thì góp ý cho mình nha, lần mình khắc phục cái cổ lại nha. Để chạy vài bữa khắp mặt ạ. Bây giờ thì mình chạy từ từ các bạn, mình cũng không dám chạy nhanh nữa. Mình chạy nhanh mình sợ nó gãy. Nó gãy một cái ha, cái xe mình bình nó rớt hết luôn á. Tại không mình lên thêm bình nó nặng quá các bạn, quá trời nặng. Bữa nay là cũng 28 tết các bạn, mà kiểu này là thấy chết luôn các bạn ơi. Nè các bạn xem chỗ nứt nó nè. Mình ra giật mình các bạn, cái lúc mà mình đang chạy á, cái mình bóp hắn rồi cái này nó hở ra nha. Nó hở tầm cỡ như này nè, nó hơi hở này ra nè. Nó xuống cái khúc chỗ này luôn rồi các bạn, nó xuống đây luôn nè, nó nguyên cái miếng này nứt luôn nè. Để mình gọi đèn các bạn coi rõ nha. Các bạn mai mốt chạy xe các bạn nên cũng chạy ít bệnh thôi các bạn ơi. Mình chạy nhiều bệnh quá nó dễ bị nứt lắm. Đây nè. Các bạn thấy cái dấu nứt không? Cái chỗ xét xét này nè, nè chỗ này nè. Đó. Nó nứt ra cái gà bây giờ tôi luôn rồi. Các bạn chạy ít bệnh thôi, chừng 8 bệnh với lại các bạn, tại mình đi nặng bệnh quá rồi, lớp này mình cũng 6 mấy ký rồi. 11 cái bình này hết cũng gần 50 kg nữa, tới trăm mấy ký rồi, chở mẹ mình nữa, rồi chở thêm vỏ sầu riêng nữa. Sập cái ổ gà cái đó là một cái cặp ngay, nó tét lên tới đây luôn à. Mình nghĩ cái bữa đó bị tét luôn các bạn. Giờ không biết sao luôn. Giờ thôi các bạn ơi, mình cũng kết thúc video. Các bạn nào mà có cách khắc phục hay thì chỉ cho mình, lặng mình khắc phục cái cổ nha các bạn. Bây giờ mình cũng không biết sao, giờ mình cũng tết rồi, mình để chị đỡ từ từ các bạn. Mình cũng không dám chạy nhanh nữa. Các bạn nào có ý kiến hay thì chỉ cho mình, bình luận ở dưới nha, lặng mình coi, lặng mình khắc phục lại cái cổ nha. Lặng cho nó cứng hay lặng mình chạy nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nha, và nhớ góp ý kiến ở dưới video lặng mình khắc phục lại cái cổ rồi nha. Tạm biệt các bạn.